Cảm ơn quý vị vẫn liên tục giữ ban tần 14.5 của đài CBN. Và bây giờ kính mời quý vị trở lại với phần tin Hoa Kỳ, mở đầu cùng với Ngọc Quỳnh. Kính thưa quý vị, Tổng thống Trump vừa tuyên bố là ông đã không yêu cầu làm chậm tiến trình xét nghiệm COVID-19. Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Hai đã từ chối cho biết có phải ông thực sự đã bảo nhân viên làm chậm lại tiến trình xét nghiệm COVID-19 để có số ca nhiễm virus thấp hơn hay không. Thay vào đó thì Tổng thống Trump cho rằng Hoa Kỳ đã làm xét nghiệm rất tốt. Khi được hỏi lại có phải Tổng thống đã yêu cầu chậm xét nghiệm lại hay không, Tổng thống đã trả lời, chúng ta đã làm rất tốt vì mỗi lần chúng ta thực hiện 25 triệu lượt xét nghiệm, chúng ta có thêm nhiều ca là vì chúng ta xét nghiệm nhiều hơn các quốc gia khác. Tổng thống Trump vào tối thứ Bảy đã gây ra phẫn nộ khi tuyên bố tại buổi vận động tái tranh cử ở Tulsa rằng ông chỉ thị nhân viên xét nghiệm chậm lại. Cố vấn của Tổng thống sau đó đã giải thích rằng Tổng thống đã nói đùa. Và cho đến nay thì Mỹ đã thực hiện được hơn 25 triệu xét nghiệm, trong đó có 2,3 triệu là kết quả dương tính. Quay sang một bản tin khác là tin New York bước vào giai đoạn 2 mở cửa lại nền kinh tế. Sáng ngày 23 tháng 6, đúng 3 tháng kể từ ngày thành phố New York phải áp dụng lệnh phong tỏa, thì hàng ngàn văn phòng, cơ quan ở đây đã mở cửa trở lại, đón mọi người trở lại làm việc, bởi thành phố New York chính thức bước vào giai đoạn 2 trong lộ trình mở lại hoạt động. Tuy nhiên thì số người được phép trở lại làm việc tại công sở khoảng 300.000 người vẫn còn ít hơn nhiều so với con số người đi làm vào thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra, bởi các công ty phải tuân thủ quy định giãn cách xã hội và hạn chế số người có mặt cùng lúc trong không gian trong nhà. Hệ thống tàu điện ngầm trước đây vốn là phương tiện di chuyển phổ biến và thuận lợi của người dân sống tại New York, hiện vẫn khá vắng khách. Ngoài các công sở, giai đoạn 2 cho phép các quán ăn có không gian ngoài trời mở lại, các cửa hiệu bán hàng, các dịch vụ cắt, làm tóc và dịch vụ bất động sản được bắt đầu hoạt động trở lại. Vẫn tin đến từ New York thưa quý vị, tiệm tóc mở cửa trở lại, người dân New York lũ lượt xếp hàng, cho trong khi đó thì giá lên tới 1.000 Mỹ Kim. Thành phố New York dần dần quay trở lại cuộc sống bình thường, cũng là lúc những dịch vụ làm đẹp như cắt tóc phải hốt bạc vì người dân có nhu cầu làm đẹp. Các nhà tạo mẫu tại salon tóc sang trọng ở khu Upper East Side của quận Manhattan bắt đầu những ngày tháng bận rộn khi chính quyền thành phố New York bắt đầu nới lỏng các biện pháp giãn cách sau 3 tháng mọi hoạt động ngưng trệ vì dịch bệnh. Khẩu trang, găng tay và máy kiểm tra thân nhiệt được chuẩn bị sẵn trước khi khách hàng đặt chân vào một salon cắt tóc tại thành phố New York. Giá cho dịch vụ tân trang lại vẻ ngoài này lên tới 1.000 Mỹ Kim, nhưng số lượng người ghi tên vào danh sách chờ đã lên tới 1.200 người cho đến thời điểm hôm nay. Và tin thêm hai nhân viên trong ban tranh cử của Tổng thống Trump bị COVID-19 sau sự kiện tại Tulsa. Giám đốc truyền thông của ban tranh cử Tổng thống Timothy hôm thứ Hai 22 tháng 6 thông báo có thêm hai nhân viên có mặt tại buổi vận động tranh cử của Tổng thống Trump tại Tulsa vào cuối tuần vừa qua xác nhận dương tính với COVID-19. Và theo thông báo của ban tranh cử cho biết thì những nhân viên này tham dự buổi vận động nhưng có đeo khẩu trang. Với kết quả dương tính này thì ban tranh cử ngay lập tức đã khởi động những bước cần thiết nhất như là cách ly và truy tìm những người có liên quan hay đã từng tiếp xúc với những ai bị nhiễm bệnh. Như vậy, có 8 người trong ủy ban tranh cử của Tổng thống thì tất cả có 8 người này đều có kết quả dương tính với COVID-19. Trong số 6 người bị nhiễm trước đó, có 2 nhân viên mật vụ được xác nhận dương tính trước khi cuộc vận động diễn ra và 2 người này không có tham dự sự kiện trên. Và trong khi đó, thì cố vấn thương mại Tòa Bạch Ốc rút lại tuyên bố thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung đã kết thúc. Ngày hôm qua thứ Hai 22 tháng 6, ông Peter Navarro, cố vấn thương mại Tòa Bạch Ốc, cho biết thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung Quốc vẫn tiếp tục được duy trì, đi ngược lại với tuyên bố trước đó của ông. Ông Navarro nói thêm thỏa thuận đã vượt qua giai đoạn bất ổn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tổng thống Donald Trump xác nhận thỏa thuận Mỹ-Trung vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, hy vọng họ vẫn tiếp tục tuân theo các điều khoản trong thỏa thuận.
Trước đó, khi trả lời phỏng vấn của Fox News, ông Navarro tiết lộ bước ngoặt dẫn đến thỏa thuận giai đoạn 1 kết thúc là khi Hoa Kỳ nhận biết được sự lây lan của COVID-19 ngay sau khi phái đoàn của Trung Quốc ký thỏa thuận giai đoạn 1 ngày 15 tháng 1 và rời Washington DC. Vẫn tin liên quan, Tổng thống Trump xác nhận thỏa thuận thương mại với Trung Quốc vẫn hiệu lực. Trong tin nhắn Twitter vào chiều thứ Hai 22 tháng 6, Tổng thống Trump mau chóng xác nhận thỏa thuận thương mại với Trung Quốc không thay đổi. Vấn đề bắt đầu từ cuộc phỏng vấn giữa đài truyền hình Fox News và ông Peter Navarro phát đi hôm thứ Hai. Trong đó thì ông Navarro nói rằng sự che giấu của Trung Quốc trong việc lây lan của dịch bệnh dẫn đến sự sụp đổ các mối liên lạc chính trị và kinh tế đối với Hoa Kỳ. Khi đó thì người phỏng vấn sau khi diễn tả những nỗ lực của Tổng thống để thúc đẩy thỏa thuận thương mại đặt câu hỏi: như vậy là hết thỏa thuận rồi, có phải không? Ông Navarro đáp: thế là hết. Trước khi diễn tả về cách nào Trung Quốc giấu thông tin về COVID-19, ngay sau đó chỉ số Dow Jones xuống 400 điểm ngay lập tức, do ông Navarro vội vã đính chính câu nói "vậy là hết" được diễn tả trong một ngữ cảnh khác. Ông Navarro giải thích câu nói trên không liên quan gì đến thỏa thuận giai đoạn 1, vẫn đang hiệu lực. Và kính thưa quý vị, chính phủ cho biết là Ngân hàng Hoa Kỳ đang dư thừa tiền mặt. Cơ quan bảo hiểm tiền để gửi Liên bang Hoa Kỳ, viết tắt là FDIC, cho biết từ tháng 1 cho đến nay thì các ngân hàng Hoa Kỳ có thêm con số kỷ lục 2.000 tỷ Mỹ Kim trong các trương mục tiền gửi. Tiền đang chảy vào các ngân hàng Hoa Kỳ với tốc độ chưa từng có tiền lệ. Chỉ riêng trong tháng 4 thì số tiền gửi đã tăng thêm kỷ lục là 865 tỷ Mỹ Kim, nhiều hơn so với toàn bộ năm ngoái. Còn tính từ tháng 1, con số này là 2.000 tỷ Mỹ Kim. Break of the virus and the measures taken to control its spread. Even after the unexpectedly positive May employment report, mức tăng này có liên quan đến đại dịch. Chính phủ Hoa Kỳ cho đến nay đã tung ra hàng trăm tỷ Mỹ Kim để hỗ trợ cơ sở kinh doanh nhỏ và người dân thông qua việc trả tiền trực tuyến và trợ cấp thất nghiệp. Cơ quan dự trữ liên bang Fed cũng bơm thêm nhiều tiền vào thị trường tài chính, bao gồm cả chương trình mua lại trái phiếu không giới hạn. Ngoài ra, tương lai bất ổn cũng khiến người dân và các công ty quyết định dự trữ tiền mặt. Hơn 1/2 số tiền gửi tăng thêm nằm tại 25 tổ chức tín dụng lớn nhất, theo FDIC cho biết. Số tiền này tập trung tại những cái tên hàng đầu trong ngành như JP Morgan Chase, Bank of America và Citigroup. Đây là các ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ về tài sản. Tỷ lệ tiết kiệm cá nhân tại Hoa Kỳ đã chạm kỷ lục 33% trong tháng 4. Thu nhập của người dân đã tăng 10,5% trong tháng này nhờ khoản hỗ trợ 1.200 Mỹ Kim và trợ cấp thất nghiệp. Trong khi đó, người dân lại không có chỗ xài tiền do các cơ sở kinh doanh đều đóng cửa. Do đó, tất cả số tiền này đều chảy vào trong một ngân hàng. Theo giới phân tích, ngân hàng đang có quá nhiều tiền mặt và bắt đầu không biết làm gì với số tiền này. Việc chính phủ đổ quá nhiều tiền mặt vào nền kinh tế khiến một số chuyên gia cho rằng việc này sẽ khiến đồng đô la Mỹ mất giá và lạm phát gia tăng và ngân hàng hạ lãi suất. Một số khác thì cho rằng bong bóng chứng khoán sẽ được hình thành. Tin từ California, Thống đốc lo ngại về tình hình dịch bệnh tại California. Kính thưa quý vị, Thống đốc Gavin Newsom đã đưa ra các nhận xét rất bi quan về tình hình dịch bệnh tại California trong một cuộc họp báo ngày thứ Hai. Ông Newsom cho biết hơn 46.735 người California đã có xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong vòng 14 ngày qua, tương đương 35,6% tổng số ca bệnh tính từ khi đại dịch bắt đầu vào tháng 3. Và được biết vào cuối tuần vừa qua, số người được xét nghiệm dương tính cũng tăng cao kỷ lục. Chúng ta không phải đang trong đợt bùng phát thứ hai, Thống đốc cảnh báo. Chúng ta hiện còn chưa ra khỏi đợt dịch bệnh đầu tiên. Tỷ lệ người dương tính trên số người được xét nghiệm hiện đang tăng dần. Thống đốc Newsom nói, vào tuần trước thì tỷ lệ dương tính trên số người xét nghiệm tại California là 4.5%. Trong tuần này, con số này đã tăng lên là 4.8%. Tuy nhiên, số thống kê đáng chú ý nhất là sự gia tăng tỷ lệ nhập viện 16% trong vòng 14 ngày vừa qua. Thống đốc Newsom nói, các bệnh viện hiện tại tiểu bang vẫn đủ khả năng để chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19 và đang có hơn 11.000 máy thở để dùng cho những người bị biến chứng nghiêm trọng. Vào tuần trước, ông Newsom đã yêu cầu người dân California hãy đeo khẩu trang trong các hoạt động được coi là có nguy cơ cao.
Và trong cuộc họp báo vào thứ Hai thì Thống đốc đã nhắc lại tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang trong bối cảnh nhiều ngành kinh doanh đã được mở cửa trở lại. Hiện tại, 11 quận hạt đang được giám sát vì tình hình COVID-19 đang trở nên tồi tệ hơn, gồm Fresno, Imperial, Kern, Kings, Los Angeles, Riverside, San Bernardino, San Joaquin, Santa Barbara, Stanislaus và Orange County, nơi chúng ta đang sinh sống. Vâng, một lần nữa kính mong quý vị đừng rời khỏi làn sóng CBN. Chúng tôi sẽ quay trở lại nhanh chóng để tiếp tục với tin Việt Nam và đời sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị.